Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì hai chị em tụi mình đang có mặt ở kênh cầu Bủ Liêm. Thì như các cô chú, anh chị cũng thấy đó, cái dòng sông rất là ô nhiễm luôn, lục bình thì rất là nhiều. Nên là hôm nay mấy chị em lại tiếp tục đi khảo sát để mà tặng giếng nước sạch cho bà con. Hộ gia đình mình đến hôm nay đó là gia đình của chị An. Thì mời các bạn cùng vô thăm nha. Dạ, chị đã xách nước đi vô trong rồi. Chị An ơi, để tụi em với. Đến đúng lúc chị đang xách nước luôn. Đi từ từ thôi, đợi em vô với. Em vô em cũng coi. Chị xách nổi không? Nổi ha. Ngồi cái sàn nước ở đây đó hả chị? Rồi chị em xích qua cho em có thể xem cái nước được không? Các cô chú anh chị các bạn xem là cái nước mà chị An xách lên thì rất là dơ và ô nhiễm luôn. Con thấy là cặn thì rất là nhiều. Dạ, xách lên vậy mỗi lần xách chắc mệt lắm ha, ha chị? Mệt chứ. Dạ. Thì ở đây á, là bên đây nè chị An, em thấy nó có hai cái ống bình minh nối lên trên cái phi ở trên đây. Thì cái này trên đây là cái gì vậy chị? Hứng nước mưa. À, là có cái máng xối đó phải không? Hứng nước mưa xuống cái hùng phi rồi đem xuống đây rồi mình xài khi nào mà có mưa. Có mưa mới hứng được. Dạ. Trước hết mưa hùng thì hết nước rồi. À, còn cái ống ở phía trong đây là ống gì nữa chị? Ống ở dưới đây nè. Ống dưới này là cái motor mà nó bị hư liền liền à. Xài không được. Ống dưới đây là xài motor nhưng mà nó lâu lâu rồi nó bị hư. Bị hư. Dạ, thường là sẽ xách. Còn ở trên là nếu có nước mưa thì xài. Có nước mưa thì xài. Ờ, em hiểu rồi. Thôi mình gang trước xíu đi chị ha. Dạ. Dạ. Mình ngồi đây đi chị An ha. Dạ. Chị ngồi đây nè chị. Dạ, mình ngồi dưới đi chị ơi. Ngồi đây giùm em. Ngồi dưới đây đi ạ. Dạ. Thì ở đây thì thật ra thì tụi em cũng đã đi rất là nhiều luôn. Cũng thay mặt Mạnh Thường Quân tặng rất là nhiều cái giếng nước sạch đến cho bà con. Thì mọi người xài thì thấy rất là tốt. Hôm nay cũng được sự giới thiệu thì tụi em biết đến hoàn cảnh gia đình của chị. Thì không, chị ở đây là chị sống với ai chị hả? Em sống với mình với ba đứa con. Ba đứa con. Xã thì em đi làm ở Sài Gòn, lâu lâu cũng mới về. Thì con lớn hết chưa chị? Nhỏ lớn mới có 13 tuổi nè. Vậy còn nhỏ, còn giữa thì nó được 10 tuổi, với thằng này 5 tuổi nè. Nếu vậy thì vậy là chủ yếu là còn học đi học hết. Không có ai mà phụ giúp gì cho mình về kinh tế hết. Còn chồng của chị đi làm thì lâu lâu mới về hay sao? Dạ, lâu lâu mới về. Rồi hàng tháng thì sao, có gửi tiền gì cho chị có, không? Có gửi. Gửi cũng như đủ xài chứ không, không có dư. Con chị mới 5 tuổi thì chị có đi làm chưa? Chưa, tại vì nhà không, mình đâu có gửi ai được đâu. Nội ngoại thì nó cũng yếu, ông nội ngoại nó cũng yếu hết rồi, đâu có gửi. Nội ngoại thì tốt tốt, người kia xa, người đâu có gửi được. Và bây giờ là ở nhà giữ con, rồi nuôi con đi học. Vài tháng nó vô mẫu giáp nè, mình gửi mình mới đi làm được. Hồi trước khi mà chưa có bé, chị làm gì chị? Cũng đi làm mướn này nọ, ai mướn gì mình mặn nấy vậy đó. Rồi sống ở đây, hồi trước giờ là chị ở đây lâu chưa? Ở đây cũng lâu rồi. Hồi đó giờ luôn? Không, lúc ở đó giờ thì ở sống ở ngoài trời kia kìa. Về trong này cắt là cũng được 4 năm rồi, 5 năm rồi. Cái nước ở dưới cái con kênh này nè, chị thấy sao chị? Rất là dơ. Dơ lắm hả chị? Dơ giấy lắm, xài thì xài đỡ thôi, với đồ đạc thì giặt hết chứ mình đâu có chở ra ngoài kia mình giặt nổi đâu. Cũng phải giặt đại càng với đó. Thật ra thì ở ngoài kia nó bít cống đúng không ạ? Đúng rồi. Nó bít cống nhưng mà ở khúc ngoài kia thì nó không có lục bình. Nhưng cái nước nó vẫn dơ. Ở trong đây thì lục bình nó bị đầy quá đó. Nó bít hết trơn cái dòng sông luôn. Hồi lúc mà tụi em cho giếng ở trong đây á, thì cái nước ở dưới sông á, nó sẽ đỡ, nó đỡ hơn bây giờ. Với lại nó không có bốc cái mùi hôi. Còn bây giờ thì lại gần thì nó sẽ bốc mùi hôi chị hả? Nước lên xài là hôi hôi gần luôn. Đúng rồi, mà nó không còn xanh nữa mà nó tím luôn rồi. Quá ô nhiễm luôn. Nhưng mà gia đình chị là bắt buộc phải xài luôn à? Xài chứ giờ làm sao, giờ đâu có phương tiện nào đâu mà bắt buộc xài. Rồi sách ngày là bao nhiêu thùng chị? Sách ngày thì sáng buổi sáng thì sách cũng chục ngoài thùng đó, rồi nếu mà giặt đồ giặt đạc thì sách cũng bộn bộn.
Là phụ nữ mà sách vậy chắc cực lắm, không có đàn ông ở nhà. Sách đó rồi mình lóng phèn trong mình mới tắm cho mấy đứa nhỏ là được, còn không thì ấy. Là cái nước ở dưới sông đó là chủ yếu là chị sử dụng cho những cái việc gì vậy chị? Mình giặt đồ với tắm rửa cho mấy đứa này nè. Dạ. Rồi còn ăn cơm nè, rồi nước nấu canh, rồi nước uống là chị dùng nước gì? Mình mua ngoài kia người ta chở vô một canh, canh 30 lít đó, canh 30 lít đó vậy là 5.000. Dạ, ở đây thấy có hai cái bình. Còn nước này thì mình uống, mình cũng kêu người ta chở vô mình uống. Cái nước uống là sử dụng bình lọc, còn nước ngoài canh trong thùng là để nấu là cơm. Nấu nước đó. Vậy là phải mua hay sao? Mua đó, một canh là 5.000 đó. Cái canh nó bà lớn đâu hả chị? 30 lít đó. Đâu cho em xem được không chị? Dạ được. Xài trong vòng khoảng bao lâu thì hết chị hả? Canh 30 lít cũng đâu có nhiều. Không có nhiều. Cái bình này là 20 rồi nè. Cái can này á là chị xài trong bao lâu? Thì hai can thì xài cũng được tới mười mấy ngày. Dạ. Nấu nướng rồi mình lấy luôn đó. Vậy là rất là cực luôn. Tắm rửa thì xách nước dưới sông lên. Còn nước mà nấu cơm, nấu canh thì dùng nước này cho nó rẻ. Còn cái bình thì tới 10.000, 11.000 lận. Dạ, nên là rất là khó khăn luôn. Rồi không biết là nước mà chị sử dụng lên đó thì chị có bị ngứa hay bị gì không chị? Có ngứa, có. Dạ. Dạ, ngứa tay chân nè. Dạ. Mấy đứa nhỏ thì mình nấu nước xong rồi mình lóng phèn xong mình mới nấu cho tụi nó tắm. Dạ. Cũng đỡ, còn mình thì mình tắm thí với mẹ đi chứ ở đó mà nấu nướng gì. Dạ, trước giờ thì không biết là chị An có bao giờ mơ ước có được một cái nguồn nước sạch hơn chưa? Dạ, có mơ ước từ lâu rồi đấy chứ mà không có được. Thì cũng mong muốn lắm đặng mà cho con cái mình là nó tắm sạch sẽ với người ta chứ không có gì hết. Chị đi xung quanh đó chị có thấy ai có giếng nước chưa? Cái giếng nước thì không mấy chớ, vèo dài quá thì người ta có khoan cái nước rồi. Thì có. Có cây nước thôi chứ chưa, chị chưa biết đến giếng nước đúng không? Dạ đúng rồi, em chưa thấy nước cái giếng. Dạ thì giếng đó thì mấy chú thợ sẽ khoan mạch nước từ 40 đến 60 mét thì sẽ có mùa tưới mới luôn để cho chị sử dụng. Thì cái nước thì em sẽ đảm bảo với chị là rất là trong và sạch luôn. Thì cũng tùy theo cái dùng đó, thì nơi của chị có thể là nó sẽ ngọt hoặc là nó hơi lợ lợ một chút. Nhưng mà nó sẽ rất là sạch hơn so với lại nước ở con kênh này luôn. Thì chị An có mong muốn là sẽ có được nó không? Dạ có, mong muốn thích nhiều. Dạ, chị thích nhiều không? Thích luôn, rất thích luôn á. Dạ, em cũng hy vọng. Nếu mà được thì em rất cảm ơn. Dạ. Em cũng mong là sẽ có những mạnh thường quân có lòng hảo tâm, sẽ yêu thương đến gia đình chị, giúp đỡ cho chị có được một cái giếng nước sạch nha. Để cho chị đỡ phải cực hơn. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Chào chị nha. Ngày hôm nay thì hai chị em tụi mình thật sự rất là vui mừng luôn các bạn ơi, khi mà nhà của chị An đã có được một cái giếng nước sạch rồi đó các bạn. Không có còn phải sử dụng cái nước cái dòng sông ô nhiễm này nữa. Thì nước vô đây dưới đây giờ nó đã hôi và xanh rất là nhiều luôn. Nên bây giờ chị đã có giếng nước sạch, chị rất là vui luôn. Mời tất cả cô chú, anh chị các bạn cùng vô thăm nha. Chị An ơi. Chào chị. Ủa đi làm mới về hay gì mà mình mẩy dơ với vậy chị? Đi đồng mới về. Dạ, cũng đúng lúc quá tụi em vừa tới luôn. Hôm nay thì tụi em đến cũng chúc mừng chị nha. Khi mà thợ báo là đã có giếng cho chị rồi. Thì chị có vui không? Rất là vui. Vui lắm hả chị? Dạ, vui. Dạ, cái giếng nước của chị đó, không biết là cái mua tưa với lại chỗ khoan là ở đâu chị hả? Ở dưới vách nhà hả? Bên hông hả? Dạ, bên hông. Dạ, chị dắt tụi em đi nha chị. Dạ rồi, mình đi nha chị. Cái vách bên đó là vẫn thuộc cái phần đất của mình hả chị An? Nên là khoan ở đó. Thợ khoan ở đây. Các cô chú, anh chị và các bạn ơi, thì mấy chú thợ có khoan cái giếng cho nhà chị An là khoan ở chỗ này. Đây là thuộc phần đất nhà của chị. Còn đây là mua tưa mới nè. Mua tưa mới hoàn toàn luôn. Ở đây em nghĩ là chị cũng nên che chắn nó lại nha. Để gì thì sẽ mau xét, mau hương hơn. Nhớ che lại nha. Còn đây, đây là cái mua tưa cũ lúc mà chị xài nước ở dưới sông nè. Nó đã rất là cũ kỹ rồi, hư rồi, không có xài được nữa. Là cái ống này giờ là không có xài nữa. Chỉ xài cái ống mới này thôi. Chị mỗi lần ấy là phải
nói dây lên phải không chị? Dạ, nói dây lên. Dây này là của mấy chú thợ tặng cho chị luôn đúng không? Dạ, đúng. Dây mới hoàn toàn luôn đó. Dạ. Quá chị thích luôn rồi. Dạ, thích. Vậy luôn. Bây giờ mình bơm thử nước nha. Dạ. Giờ ngăn cầm ống đi ha. Ừ. Mình lên nhà đi chị An. Rồi ngăn đuôi dây lên. Đúng luôn hả? Ngâm bơm thử đi. Ôi, nước rất là trong luôn. Thích không chị? Thích. Thợ khoan được mấy bữa rồi chị An? Ba bữa. Ba bữa rồi hả? À, chị có xài chưa? Có. Có rồi ha. Rồi, vậy mình lên nhà nha. Dạ. Đi thôi. Đây, ở cái đường ống mà chị đang xài nè các bạn, dẫn từ nước ở dưới sông nè lên nè, dẫn vô đây, đây là cái ống cũ đúng không chị An? Dạ đúng rồi, cái ống cũ. À, giờ là không có xài nữa đúng không? Nghỉ rồi đó hả? Dạ. Nó hơi liền liền rồi, nghỉ xài à. Nghỉ xài luôn rồi ha. Cái sàn nước nhà chị là ở đây. Dạ. À, rồi, Ngân ơi, nói dây lên đi Ngân. À, chị cho em một cái thùng nha chị. Chị đổ nước thùng này ra đi. À, bơm vô thử coi em coi nó có trong nhiều không. Rồi, nói ống lên. Mỗi lần xài là để ống trên đây luôn, nó dễ hả chị? Dạ. Rồi. Ôi, nước trong quá chị An ơi. Chảy mạnh nữa chị thích không? Thích. Rất là mừng luôn. Mừng lắm hả chị? Dạ. Trong ghê chị ha. Dạ. Chị có nếm thử nó chưa chị An? Có. Chị thấy nó làm sao? Nó lợ lợ dạ. Ha. Thì nó cũng không có ngọt như là nước dạ. Sông của mình dạ. Thì nước giếng thì lúc nào nó cũng vậy đó. Rồi dạ. Ngân ơi. Nước gì là thích lắm rồi. Dạ, đúng rồi. Ồ. Mình giặt luôn. Dạ. Mình có con nhỏ đó, nước gì là mình rất mừng, tại vì nước sông tắm nó ngứa. Dạ, còn cái thùng ở trên đó chị xài nước mưa của máng sói đó, chị còn xài nữa không? Thì lúc nào có nước mưa có mới xài, còn không có cũng bơm nước này lên xài. Dạ, nhưng dạ. Mà em thấy nước này là tốt rồi. Dạ. Cái thùng đó thì để chứa nước mưa ha. Dạ. Cũng có nhiều thư chứa đựng cũng tốt. Dạ. Dạ, vậy mình vô đi chị ha. Dạ. Tới mùa mưa đó, người có nước xài. Chị An mình ngồi đây đi chị An ơi. Dạ. Yeah. Đi làm mới về mệt không chị? Ở chị An à, chị lúc trước nói với em là chị ai muốn gì làm đó đúng không? Dạ. Yeah. Hôm nay chị làm cái gì? Lúc này không có ấy thì đi bóc lúa. Bóc lúa hả? À. Bóc lúa đó là bán hay sao chị? Thì mình bóc thì nhiều thì mình bán, còn ít thì mình để dành mình xay ăn. Dạ, yeah, để dành xay yeah. Ăn cũng được ha. Dạ. Yeah. Rồi ông xã đi làm có thường xuyên về thăm mình không? Không, lâu lâu mới về, tại vì đợt này có ấy nè, rồi điện không về đó chứ à. Không, cũng chưa có về, điện về tính câu là mình lên bồn mình dễ xài. Dạ. Vậy là điện ông xã về là ông mà xem cái à. Giếng nước mới. À. Rồi chồng chị có nói gì không? Có, anh nói giờ anh cũng mừng nữa. Dạ. Rồi anh nói mừng cho bà ở nhà, cho mẹ con mà có bà xài. Dạ. Nước xài ấy người ta. Dạ. Rồi về là sửa với lại lắp đặt vô đó ha. Dạ. Để tiếp mấy chú thợ rồi bây giờ xong xuôi rồi đi. Dạ. Dạ, đi làm tiếp. Dạ. Đi làm gì có gửi tiền về phụ giúp gì thêm cho mình không chị? Thì có, cũng lâu lâu có gửi. Dạ. Dạ. Ở nhà thì em biết là chị cũng phải chăm thằng nhóc á. Dạ, chăm nhóc nên là cũng không có đi làm nhiều. Bây giờ có nước rồi cũng đỡ cực hả chị? Hồi trước thì, lúc trước không có nước thì mình đi ra ngoài mình lấy thì một canh 5.000, còn người ta trả cho mình vô đây là một canh 10.000. Dạ. Yeah. Còn bây giờ thì sao chị nước bây này chị nghĩ là chị uống được không? Thì cũng uống cũng được, thì có lợ thôi chứ nó không có gì hết. Thì yeah. Nó sạch hơn nước sông nhiều. Dạ đúng rồi. Cũng rất mừng đi. Dạ yeah, chị An chỉ cần bơm lên bồn đó yeah. Rồi để nó nóng lại xong yeah. Rồi chị múc chị nấu uống yeah. Sẽ đỡ tốn tiền hơn yeah. Chị vừa tốn tiền mua nước uống rồi vừa tốn tiền mua nước để mà sử dụng nữa yeah. Rất gói lắm luôn á mà tốn yeah. Nhiều tiền nữa. Vậy chị có giao cơm hay là gửi chén giặt đồ gì không chị? Có hai chị yeah. Chị thấy sao chị? Cũng vui và cũng mừng.
Dạ, dạ, mừng ha. Chị thấy nó có trong hơn nước sông không? Trong hơn rất nhiều. Trong hơn nhiều dạ. Ha. Chị nghĩ là chị có hỏi là nó có mùi hôi không? Không. Không ha. Mùi hôi lọ lọ chứ mùi hôi nó không có. À, mùi hôi không có, dạ. Nếu mà được thì sắp tới chị cứ sử dụng nó cho việc nấu cơm nè, rửa chén, giặt đồ. Thì nó sẽ là nước chính mà chị sử dụng luôn. À, đừng có sử dụng nước sông nữa nha chị. Mùa này em thấy nó đục mà nó hôi mà nó xanh luôn rồi đó chị. Bữa nó là trên đồng nó xả xuống là mình đâu có xài được nữa. Dạ. Đồng xả luôn là thuốc này thuốc kia rồi nó xả xuống luôn là mình đâu có xài. Dạ. Bây giờ đỡ một cái là không còn phải xách nữa. Chỉ cần phải bật lên thôi là có rồi. Thì lúc trước chiều tắm thì đi ra ngoài sông kia tắm. Dạ. Mới về hôm nay. Trời ơi, mỗi lần tắm là phải đi ra ngoài đầu không? Ra ngoài đầu lộ ngoài đưa sông lớn mỗi lần tắm. Lúc này tắm đâu được, có tắm mấy đứa nhỏ này nó ngứa. Dạ. Ủa chạy vô ngược lại đây. Mình thì mình tắm thấy trong này. Dạ. Còn mấy đứa nhỏ thì đem ra ngoài kia. Mấy đứa nhỏ đem ra ngoài kia cho nó tắm. Dạ. Còn bây giờ thì vô trong nhà xịt. Có cái nước này thì mừng dữ lắm, bây giờ thì mình bơm lên này nó tắm. Dạ. Cũng đỡ. Dạ. Cực chút. Tụi em chúc mừng chị rất là nhiều nha. Vì chị đã có một cái giếng nước sạch để mà sử dụng thì an toàn và bảo vệ cho chị và cả mấy bé nữa. Thì em cũng có một cái tấm bảng á cho chị giữ làm kỷ niệm. Tụi em thay mặt cho Mạnh Thường Quân. Đó là nhóm hạt giống nhỏ. Mạnh Thường Quân là cháu Mia tặng cái giếng số 59 cho gia đình của chị An nha. Thì cháu Mia này gửi tặng cho chị cái giếng á. Trị giá là 4.500.000 đồng, bao gồm cả mua tưa, tiền dây, tiền ống nha. Ngoài ra thì chị sẽ được tặng thêm một cái số tiền là 500.000 đồng của cháu Mia gửi luôn, đó là tổng cộng là 5 triệu gửi đến cho chị nha chị. Mừng rất nhiều luôn. Dạ. Giếng nước rất mừng luôn. Dạ. Không có sao đâu. Thấy chị xài nước chưa không? Con cái nó đuổi bột chột luôn là giờ nó rất mừng, rất mừng. Dạ. Bây giờ có nước sạch rồi, còn có cả tiền để mà trang trải cuộc sống nữa thì em mong là chị cố gắng lên nha. Dạ. Chúc mừng chị nha. Dạ. Dạ, tụi em chào chị nha chị. Cố gắng lên nha chị. Dạ. Rồi, tụi em về đây. Rồi, chị treo tấm bảng làm kỷ niệm nha. Dạ, chúc mừng chị nha.